năm 2013, 14 di tích đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Đó là những di tích: đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Hà Nội, đền Hát Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đôi bờ Hiền Lương, bến Hải, huyện Vĩnh Linh và huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972, di tích chiến thắng Trương Thiện, thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, đền Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đình Tây Đẳng, huyện Ba Vì, Hà Nội, chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, chùa Dâu, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng và cuối cùng là khu di tích nhà Trần tại Đông Triều, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Câu chuyện văn hóa tuần này sẽ dẫn dắt chúng ta đến với huyện Đông Triều của tỉnh Quảng Ninh. Đông Triều còn được gọi là Triều Đình ở phía Đông, trước kia có tên gọi là An Sinh, là quê gốc của các triều vua nhà Trần trước khi rời đến Hưng Hà, Thái Bình và Thiên Trường, Nam Định. Nơi đây sở hữu khu di tích nhà Trần đã được chính phủ công nhận là khu di tích đặc biệt cấp quốc gia. Quần thể di tích này gồm có 14 di tích trải rộng, gồm có lăng, tẩm, đền đài, miếu mạo, chùa, tháp am. Và đây chính là vùng đất thánh địa linh thiêng, sở hữu những giá trị giàu có về văn hóa và lịch sử. Đền An Sinh được nhắc đến sớm nhất trong bia ký năm Chính Hòa thứ 11, năm 1690, khắc lại vào năm Thiệu Trị thứ 4, năm 1844, với nội dung ghi lại ngự vị các vua Trần an táng tại An Sinh. Tại Đông Triều còn có Thái Miếu nhà Trần, được xây dựng khoảng đầu thế kỷ thứ 13. Dân gian quen gọi là Đền Thái, mà dưới các triều đại phong kiến thì Thái Miếu là chốn linh thiêng nhất, nơi thờ cúng tổ tiên của nhà vua. Đây là di tích quan trọng đặc biệt bậc nhất trong hệ thống các di tích đền, am, lăng mộ nhà Trần, cho thấy Đông Triều là quê gốc của các vị vua Trần, mà tại các vùng di tích liên quan tới triều đại này như Nam Định, Thái Bình, Hải Dương không có. Qua nghiên cứu từng di tích, từng di vật, từng cái cách trang trí, rồi địa hình, cảnh quan, vân vân và vân vân, thì người ta thấy được là nó phản ánh một cái ý thức hệ của các vương triều Trần. Đấy là một vương triều nổi tiếng là thân dân, gần dân và vì dân. Thế thì người ta có thể thấy ở đây qua những cái cách xây dựng hết sức tức là giản dị và quy mô nó hoang tập, nhưng không phải là một cái quy mô đồ sộ và to lớn. Các cuộc thám sát khảo cổ tại khu di tích nhà Trần Đông Triều phát lộ những hiện vật minh chứng cho một thời kỳ phát triển rực rỡ về văn hóa của triều đại nhà Trần. Những hiện vật này có hình dạng giống với những hiện vật được khai quật tại Hoàng Thành Thăng Long. Chiếc hộp vàng với hình dáng hoa sen được tìm thấy gần khu am Mộc Cảo, nơi ở của vợ vua Trần Ánh Tông, là đại diện tiêu biểu cho sự phát triển rực rỡ đó. Mang giá trị văn hóa sâu sắc hơn, Đông Triều Quảng Ninh còn là nơi Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành, thuyết pháp và hóa Phật. Hệ thống chùa Quỳnh Lâm, chùa Hồ Thiên đến am Ngọa Vân là những chốn linh thiêng nhất của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền của Phật giáo Việt Nam. Và có thể nói cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là một cái kết tinh cái giá trị về văn hóa của Việt Nam. Phải nói là như vậy. Với một cái hòa giải và yêu thương mà được cả thế giới người ta ghi nhận, nó như là một trong những đóng góp lớn cho cái sự phát triển của nhân loại, chứ không phải là của chỉ riêng Việt Nam chúng ta đâu. Các cái di tích nó cũng đã trở thành phế tích, nhưng mà cơ bản vẫn giữ được những cái di tích gốc. Đây là cái điều kiện mà rất là tốt để giúp cho cái việc mà có thể là tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục đánh giá, thế rồi có cái kế hoạch trùng tu, tôn tạo, bảo vệ và phát huy cái giá trị của quần thể di tích nhà Trần tại Đông Triều. Trên địa bàn 4 xã An Sinh, Bình Khê, Thủy An, Tràng An tại Đông Triều có 14 điểm di tích, trong đó có 7 lăng mộ của vua Trần, mà Thái Lăng, lăng mộ của vua Trần Ánh Tông là khu lăng mộ đầu tiên nhà Trần xây dựng tại Đông Triều. Với hệ thống di tích dày đặc cùng các hiện vật, nền móng khảo cổ, Đông Triều không dừng lại là quê gốc của nhà Trần, mà còn là nơi phát triển mạnh nhất, toàn diện nhất văn hóa đặc sắc của nhà Trần, từ văn chương, nghệ thuật kiến trúc đến tôn giáo. Nằm ở vị trí trung tâm của khu di tích quốc gia đặc biệt này chính là đền An Sinh, nơi thờ 8 vị vua nhà Trần, có lăng tẩm ở Đông Triều. Trải qua các cuộc khảo cổ thì nơi đây hiện còn lưu giữ rất nhiều hiện vật và di vật quý giá,
minh chứng cho những thành tựu văn hóa rực rỡ của nhà Trần, một trong những triều đại vang danh bậc nhất trong lịch sử dựng nước và dựng nước qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta. Tiếp nối hành trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá hệ thống đền Tháp Am của khu di tích này. Tọa lạc tại xã An Sinh, huyện Đông Triều, đền An Sinh là nơi thờ các vua nhà Trần và là trung tâm tín ngưỡng quan trọng dưới thời Trần, Lê, Nguyễn trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Theo văn bia và lệnh chỉ tại đền An Sinh, thì tên điện An Sinh đã được nhắc đến sớm nhất trong bia ký vào năm 1690, nội dung ghi lại ngự vị của các vua Trần an táng tại An Sinh. Ngày nay, có 8 vị vua Trần có tượng thờ tại đây, gồm các vua Thái Tông, Thánh Tông, Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông và Giản Định. Với cái vai trò và ý nghĩa lịch sử rất to lớn của đền An Sinh, thì năm 1962, nhà nước đã ra quyết định công nhận là đền An Sinh là di tích cấp quốc gia. Thế và năm 2013, thì chính phủ ra quyết định công nhận là khu di tích văn hóa lịch sử nhà Trần Đông Triều là di tích quốc gia đặc biệt, trong đó là có đền An Sinh. Và cũng năm 2013, thì Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt cái quy hoạch tổng thể khu di tích văn hóa nhà Trần Đông Triều, trong đó có đền An Sinh. Đây là một cái điều kiện, một cái cơ sở rất là tốt để đền An Sinh sẽ tới đây sẽ định hướng trở thành cái trung tâm đón tiếp, trung tâm diễn ra các hoạt động văn hóa tâm linh. Và đây cũng là một cái nội dung để góp phần vào cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với đền An Sinh, trong hệ thống các đền thờ ở Đông Triều còn có đền Thái, được xem như đền thờ tổ, thờ các vị vua nhà Trần. Kết quả khai quật khảo cổ học ở đây đã làm xuất lộ nhiều dấu vết kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc từ thời Trần, đồng thời cho thấy đền Thái có quy mô rất lớn, gồm nhiều công trình tạo thành một quần thể kiến trúc hoàn chỉnh với kết cấu theo hình chữ vương. Tư liệu khảo cổ học, như di tích cũng như di vật ở đấy thì khẳng định rằng là đền Thái ít nhất được xây dựng vào khoảng nửa đầu thế kỷ 13, tức là rất là sớm vào giai đoạn đầu của nhà Trần tại Đông Triều. Có thể nói rằng đấy là một trong những công trình đầu tiên. Thái miếu nó quan trọng bởi vì là đối bất kỳ một cái triều đại nào ấy, thì có hai cái vấn đề rất là quan trọng. Đấy là vấn đề dương trạch, thì có nghĩa là khi anh lên ngôi, anh phải lựa chọn cái nơi để định đô. Thì nhà Trần lựa chọn là Thăng Long. Cái thứ hai là âm trạch. Âm trạch chính là lo cho chuyện là cái thái miếu đặt ở đâu, cái mồ mả đặt ở đâu. Do vậy mà ấy, thì nói rằng là ấy, đền Thái là một trong những cái di tích quan trọng bậc nhất ở trong quần thể nhà Trần là như thế. Trải qua thăng trầm của thời gian, đền cũ giờ chỉ còn là phế tích. Để ghi nhớ một triều đại oai hùng trong lịch sử và tỏ lòng tôn kính với các bậc tiền nhân, đền đã được phục dựng lại trên mặt bằng của đền cũ và hoàn thành vào năm 2000. Phía trong tòa chính điện, hậu cung là nơi đặt tượng thờ 8 vị vua Trần và tòa trung cung là nơi đặt tượng thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Cách đền An Sinh chừng 3,5 km nằm giữa hồ Trại Lốc, giữa một khung cảnh thiên nhiên, sơn thủy hữu tình, thì chúng ta đến được với Thái Lăng, đó là lăng của vua Trần Anh Tông, vị vua thứ tư trong lịch sử của nhà Trần. Và xây dựng năm 1320, đây là lăng đầu tiên của các vua nhà Trần được táng tại Đông Triều. Và kể từ đó thì các vua nhà Trần đã chọn Đông Triều là nơi xây lăng tẩm của mình. Thái Lăng chỉ là một trong 7 lăng tẩm các vị vua nhà Trần tại khu di tích quốc gia đặc biệt này. Thái Lăng nằm trên đỉnh một quả đồi thấp trong một thung lũng. Ba mặt đông, tây và bắc được bao bọc bởi các dãy núi cao, có suối Phủ Am Trà chảy ngang từ phía đông qua phía tây. Hội nước ở trước mặt tạo nên thế minh đường tụ thủy. Có thể nói, đây là vị trí rất đắc địa về mặt phong thủy. Hoàng đế Trần Anh Tông là con trưởng của vua Trần Nhân Tông, lên ngôi năm 1293. Ông ở ngôi được 21 năm, làm Thái Thượng Hoàng được 6 năm, được sử sách ghi nhận là vị vua nhân hậu, đức độ, có nhiều công lao với đất nước. Vào năm 2011, được sự quan tâm của các cấp các ngành, thì đã có cái dự án để tu bổ tôn tạo lại đối với lăng Trần Anh Tông. Ở đây thì toàn bộ cái phần khai quật
khám khảo cổ học đã cho xuất lộ đấy thì được bảo tồn nguyên gốc lại ở dưới cái phần mà hiện nay là dưới phần chính tẩm ở giữa cái phần cao trước cửa của phần kiến trúc kia. Và sau đó thì phần phía sau là xây dựng cái hệ thống là để thờ Trần Anh Tông và thờ Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Thái Hậu là vợ của Trần Anh Tông. Và cùng với đó là khu vực nhà chờ để sau này phục vụ cho khách tham quan du lịch đến chiêm bái đối với Năng ở đây. Thạc sĩ Nguyễn Văn Anh là một trong những chuyên gia khảo cổ học có nhiều gắn bó và nghiên cứu sâu về khu di tích nhà Trần ở Đông Triều. Theo anh, thời gian qua, Viện Khảo Cổ Học đã 3 lần khai quật Thái Lăng, phát hiện dấu tích của 14 mặt bằng kiến trúc, sân gạch, nền tháp, đường đi thuộc về 3 giai đoạn kiến trúc khác nhau. Điều đó cho thấy mặt bằng tổng thể di tích Thái Lăng có 3 lần thay đổi. Qua cái kết quả nghiên cứu thì chúng tôi đã biết được cấu trúc tổng thể của một cái lăng của nhà Trần là thế nào. Ví dụ tổng mặt bằng của nó thì thường là có một cái hình cấu trúc kim tự tháp, có nghĩa là gồm 3 các cái tầng lớp được chồng xếp lên nhau. Một cái nét đặc biệt trong cái kiến trúc lăng tẩm của nhà Trần ấy là gì? Do ảnh hưởng cái tư tưởng của Phật giáo rất là lớn, cho nên các cái lăng tẩm thì thứ nhất là lăng, chúng tôi cũng trong lăng nhà Trần lúc nào cũng có tháp. Thường thì tháp là chỉ có ở các cái chùa thôi. Trong quần thể 7 lăng tẩm của các vua Trần ở Đông Triều, còn có Ngải Sơn Lăng, lăng vua Trần Hiến Tông. Một điểm đặc biệt là ở xung quanh lăng hiện có rất nhiều di vật, trong đó phải kể đến là bộ tượng bằng đá, gồm các tượng quan hầu, tượng thú và rùa. Không chỉ được đánh giá là một bộ sưu tập quý của nghệ thuật điêu khắc thời Trần, bộ tượng này giúp chúng ta biết được trong cấu trúc thần đạo lăng tẩm thời Trần, hai bên có tượng quan hầu và tượng thú đứng chầu. Từ thời Lý thì chùa Quỳnh Lâm đã là ngôi chùa hoàng gia to lớn, nổi tiếng với bức tượng Phật Di Lặc, một trong An Nam tứ đại khí. Đến thời Trần thì chùa đã trở thành một trung tâm lớn truyền bá của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cùng với chùa Quỳnh Lâm, chùa Ngoạ Vân và chùa Hồ Thiên đã tạo thành hệ thống chùa với những giá trị đặc sắc nổi bật trong quần thể của khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều, gắn kết với sự phát triển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Trong các tài liệu thư tịch, chùa Quỳnh Lâm được xây dựng dưới triều vua Lý Thần Tông 1127-1138, là trung tâm Phật giáo lớn nhất Việt Nam trong các thế kỷ 11 đến 14, thời kỳ cuối nhà Lê và thế kỷ 17-18. Tại đây, nhà sư Minh Không đã cho đúc pho tượng Di Lặc bằng đồng cao 20m, từng được coi là một trong An Nam tứ đại khí. Nhưng ngôi cổ tượng này thực sự trở thành trung tâm Phật giáo quan trọng trong thế kỷ thứ 14, dưới triều Trần, với hoạt động của Thiền sư Pháp Loa, vị tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, người được chính Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông truyền pháp. Câu thơ là: ai qua Yên Tử Quỳnh Lâm, vĩnh nghiêm chưa đến thiền tâm chưa đành. Đấy. Đã qua Yên Tử là phải qua Quỳnh Lâm, bởi vì đây là chốn tổ. Là tín đồ thì cũng cần phải hiểu một chốn tổ của Việt Nam ở đây, và tất cả các kinh sách về phép, về chay đàn, rồi cho trí làm lễ là ở chốn tổ này mà ra. Hệ thống chùa thuộc khu di tích nhà Trần tại Đông Triều còn có một di tích đặc biệt quan trọng trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Am Ngoạ Vân nằm trong quần thể di tích chùa Ngoạ Vân trên chóp núi Vải Rồng, cao gần 1.000m, là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông viên tịch, nhập Niết Bàn. Người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm đã hoàn thành một quá trình tu tập viên mãn tại đây. Để sau đó, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử trở thành tông phái Phật giáo của người Việt, mang đậm bản sắc Việt với tôn chỉ, cư trần lạc đạo. Qua Ngoạ Vân, tại núi Phật Sơn, chùa Hồ Thiên là nơi đăng đàn thuyết pháp của Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Cả hai địa danh Ngoạ Vân và Hồ Thiên đều là những thánh địa thiêng liêng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đây vẫn còn hai cái tháp. Và hai cái tháp, trên tháp vẫn còn ghi rõ tên của từng tháp. Và cái tháp này là ghi rõ là Phật Hoàng tháp. Thế bên kia ghi rõ là Đoan Nghiêm tháp. Căn cứ vào đây là biết là tháp của Phật Hoàng, là tôi ghi rõ tên của tháp của chỗ thờ Phật Hoàng. Toàn bộ cái Yên Tử, Ngoạ Vân, Hồ Thiên cùng với lại chùa Quỳnh Lâm, nó thành ra một cái hệ thống hoàn chỉnh, là cái nôi sinh thành ra cái tông phái Trúc Lâm. Và do vậy là hệ thống chùa chiền ở đây dày đặc, và có nhà nghiên cứu mệnh danh là đây là một cái
kinh đô của Phật giáo Việt Nam thời Trần, nhưng mà nó lại được truyền thừa và tiếp nối cho đến tận ngày nay. Trong bức Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn chi đồ, một bức họa thư nổi tiếng thế giới xuất hiện từ thời Trần, mô tả Đức Trần Nhân Tông sau khi ngộ đạo đã trở về kinh thành trong sự chào đón của Hoàng đế Trần Anh Tông. Bức họa này là một trong những biểu hiện của việc lấy Phật giáo làm quốc giáo, mang đậm tư tưởng trị quốc, tinh thần hòa giải của triều đại nhà Trần. Vượt qua những giá trị về những chiến thắng lẫy lừng của triều đại này, những giá trị về kiến trúc mỹ thuật, đó còn là giá trị văn hóa. Biểu hiện cao nhất là hệ phái Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, ăn sâu bén rễ trong tâm thức của người dân Việt. Xin chào ông ạ. Với một khu di tích quốc gia đặc biệt như là khu di tích nhà Trần ở Đông Triều thì tỉnh Quảng Ninh sẽ đầu tư như thế nào để xứng tầm với một di tích đặc biệt và ứng xử với nó một cách đặc biệt ạ? Việc làm đầu tiên ấy là thành lập ban chỉ đạo thì chúng ta thấy đó rõ ràng là cái ứng xử của tỉnh Quảng Ninh xác định đây là một di tích đặc biệt, và vì thế cho nên ấy, là cái cách triển khai thực hiện quy hoạch cũng rất đặc biệt, là do đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo. Thứ hai là Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành quyết định giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Đông Triều thành lập ban điều hành. Chúng ta biết quy hoạch tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều đấy là được đầu tư tổng kinh phí khoảng 1.400 tỷ. Và có từ 3 nguồn. Nguồn thứ nhất là nguồn vốn trung ương, nguồn thứ hai là nguồn của tỉnh, của địa phương, và nguồn thứ ba là xã hội hóa. Thì tỉnh Quảng Ninh xác định là nguồn xã hội hóa là một cái nguồn hết sức quan trọng. Tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư và huy động xã hội hóa để triển khai thực hiện. Tỉnh Quảng Ninh cho đến thời điểm này thì sở hữu tận 4 di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có một di sản thế giới là Vịnh Hạ Long. Chúng ta sẽ làm thế nào để gắn kết và kết nối giá trị của khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều với các cái di tích quốc gia đặc biệt khác trên địa bàn tỉnh để tạo cái sức hấp dẫn hơn cho du lịch và văn hóa của Quảng Ninh ạ? Tỉnh sẽ tập trung kết nối 4 khu di tích này. Đó là Đông Triều thì sẽ tập trung đầu tư xây dựng và kết nối với Yên Tử. Vì hiện nay thì đang xây dựng một cái tuyến đường kết nối này giữa khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều với Yên Tử. Thứ hai là kết nối với khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng 1288 ở Quảng Yên. Thì hiện nay cái hệ thống giao thông là có thể nói là cũng đang được triển khai và hoàn thiện. Và kết nối với khu di tích Thương Cảng Vân Đồn. Thương Cảng Vân Đồn cũng là một cái di tích rất lớn mà hiện nay thì quy hoạch tổng thể thì đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thỏa thuận và sắp tới thì sẽ được phê duyệt. Và chúng tôi cũng sẽ kết nối với Vịnh Hạ Long. Trong cái quy hoạch tổng thể bảo tồn phát huy giá trị các cái khu di tích mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở Đông Triều, Yên Tử, Bạch Đằng ấy, thì đều có cái một trong 6 nhóm dự án thì có nhóm đào tạo nguồn nhân lực. Thì chúng tôi sẽ triển khai thực hiện mặc dù cái quy hoạch này đấy là được phê duyệt thực hiện trong hơn 10 năm. Từ năm 2013 cho đến năm 2025. Nhưng mà chúng tôi sẽ ưu tiên trước hết hai việc. Việc thứ nhất ấy, là đầu tư phục hồi tôn tạo các cái di tích mà đã trở thành phế tích. Việc thứ hai là tập trung nguồn nhân lực. Bởi vì nếu chúng ta không tập trung đào tạo nguồn nhân lực ấy, thì sẽ cũng không thể phát huy được giá trị di tích. Nếu như mà chúng ta đầu tư di tích rồi đấy, nhưng mà công tác truyền thông quảng bá, rồi công tác giới thiệu và cái nguồn nhân lực phục vụ, khai thác, phát huy giá trị cũng không đáp ứng, thì rõ ràng là cái đầu tư của chúng ta cũng không có hiệu quả. Vì thế cho nên ấy, tỉnh Quảng Ninh cũng xác định một trong 6 cái nhóm dự án mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch tổng thể sẽ tập trung triển khai sớm, đó là đào tạo nguồn nhân lực. Xin cảm ơn ông. Khu di tích nhà Trần ở Đông Triều nằm trong quần thể khu di tích danh thắng Yên Tử, hiện đang được tỉnh Quảng Ninh và ngành văn hóa lập hồ sơ để trình UNESCO để xét công nhận là di sản thế giới. Tiếp tục câu chuyện văn hóa tuần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét về bộ hồ sơ này. Quần thể danh thắng Yên Tử nằm trên cánh cung Đông Triều, thuộc địa bàn hai tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang. Đây là vùng có cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và là đất tổ Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam. Di sản gồm 3 cụm chính là khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí, khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều và khu di tích danh thắng Tây Yên Tử thuộc một số huyện của tỉnh Bắc Giang.
Thì quần thể di tích danh thắng Yên Tử thì bao gồm cả khu di tích danh thắng Yên Tử, bao gồm cả khu lăng mộ nhà Trần ở Đông Triều và bao gồm cả các cái di tích ở phía Tây Yên Tử ở Bắc Giang. Thì chúng tôi lựa chọn ở đây là có mấy cái tiêu chí, trong đó có cả các cái tiêu chí hỗn hợp và các cái tiêu chí riêng lẻ. Ở đây thì về tiêu chí riêng lẻ đấy thì chúng tôi có cái tiêu chí về giá trị về tư tưởng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và hiện nay thì báo cáo tóm tắt đã được hoàn thiện và gửi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Trong báo cáo tóm tắt quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử, các cơ quan chức năng đã đề cử một số tiêu chí về giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới cho quần thể này, như tiêu chí 2 thể hiện sự giao thoa quan trọng của các giá trị nhân văn, tiêu chí 3 về chứa đựng một minh chứng duy nhất hoặc ít nhất cũng hết sức khác biệt về một truyền thống văn hóa, hay tiêu chí 5 về sự tương tác giữa con người và môi trường. Chúng ta cần phải có những nhà khoa học chuyên gia hàng đầu của trong nước cũng như là mời chuyên gia quốc tế vào cùng phối hợp cùng chúng ta xây dựng hồ sơ, thì tôi mới hy vọng có một bộ hồ sơ đề cử tốt để trình UNESCO. Vì những cái giá trị di sản thì bước đầu chúng ta cũng đã xác định là có những cái giá trị nổi bật toàn cầu. Tuy nhiên thì để mà khu di sản được công nhận thì cái việc mà đảm bảo một cái bộ hồ sơ khoa học đầy đủ nhất là rất là quan trọng. Cục Di sản Văn hóa cho biết dự kiến trong tháng 9 này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ gửi báo cáo tóm tắt về quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử lên Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO tại Paris. Đồng thời, đề nghị các cơ quan tư vấn của UNESCO là ICOMOS và IUCN giúp đỡ cử chuyên gia sang hỗ trợ cho việc xây dựng hồ sơ. Đây là chiếc chậu gốm hoa nâu trang trí rồng, một trong những vật dụng của nhà vua từ thế kỷ thứ 14. Chiếc chậu gốm này là di vật của nhà Trần, một trong những di vật có thể tích lớn nhất gần như còn nguyên vẹn được phát lộ. Đằng sau những hiện vật như thế này, tại 14 di tích trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt này là những câu chuyện lịch sử lý thú. Và nếu được phát huy thì chúng có thể trở thành những điểm đến hấp dẫn và nói tiếng nói lịch sử với thế hệ trẻ ngày hôm nay. Đền An Sinh hôm nay đón những du khách đặc biệt. Thay vì giảng bài trên lớp, cô Thương dẫn các em học sinh trường phổ thông cơ sở Tân Việt đến đền để kể những câu chuyện lịch sử về 8 vị vua nhà Trần được thờ tại đây. Hai năm nay, nhiều trường học của huyện Đông Triều thường xuyên tổ chức dã ngoại cho học sinh tại các điểm di tích lịch sử. Quan sát các hiện vật, quan sát các đền thờ các vị vua Trần này thì giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn và có ứng dụng và học vui vẻ hơn trong tiết học của mình. Phòng trưng bày của khu di tích. Tại đây các bạn được nghe giới thiệu tổng thể về 14 điểm di tích cùng các đền, lăng và chùa. Nơi đây lưu giữ nhiều hiện vật quý giá được phát hiện qua các cuộc khai quật. Cách học sinh động này khiến các em hào hứng và chủ động hơn rất nhiều. Khi được quan sát hiện vật thực tế thì em cảm thấy rất là lý thú và rất thích học môn lịch sử. Khi đến ở khu lịch sử này được nhìn tận mắt thì em được hỏi cô giáo nhiều hơn, em thấy những bài học lý thú và dễ hiểu hơn rất nhiều. Hơn 8 giờ tối, trời mưa nhưng rất đông người dân có mặt tại nhà văn hóa thôn để nghe chị Viễn giới thiệu về giá trị của khu di tích, nhà Trần và quy hoạch trong tương lai. Từ khi được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, hàng tuần phòng văn hóa Đông Triều lại tổ chức những buổi nói chuyện như thế này. Nhân dân chúng tôi đều có cái trách nhiệm đóng góp tài chính và kinh tế để cùng góp sức với lại nhà nước để mà xây dựng những cái khu di tích ở Đông Triều này để làm một cái khu du lịch cho con cháu sau này. Kết nối với cái di tích danh thắng Yên Tử, Bạch Đằng, Cửa Ông và Vân Đồn cùng với Côn Sơn, Kiếp Bạc trong cái chuỗi du lịch văn hóa tâm linh. Trong thời gian tới là chúng tôi cũng sẽ được phối hợp các cái sở ngành của tỉnh để triển khai đào tạo, bồi dưỡng và dần từng bước là sẽ đào tạo được cái đội ngũ là chuyên nghiệp hóa. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể khu di tích lịch sử nhà Trần với quy mô hơn 2.200 ha. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện hiệu quả, đồng bộ việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích. Nhiều dự án tu bổ tôn tạo di tích, xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch đang được triển khai để biến di tích, thậm chí là không ít phế tích, thành những điểm đến lịch sử hấp dẫn cho thế hệ hôm nay.